Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Quang Lê cưới nữ hoàng Bolero nóng bỏng ở Mỹ, sự thật bất ngờ. Thời gian qua, thông tin ca sĩ Quang Lê sắp cưới nữ hoàng Bolero Hà Thanh Xuân nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Cụ thể, Quang Lê xuất hiện trong nhiều video của Hà Thanh Xuân và dành cho nữ ca sĩ tình cảm đặc biệt. Cả hai đã quen biết nhau từ lâu. Nữ ca sĩ xem năm danh ca là người Anh, người tri kỷ và là người đã giúp đỡ cô trong suốt thời gian ở Việt Nam trước thông tin sắp về chung một nhà, cả Quang Lê và Hà Thanh Xuân. Từng nhiều lần úp mờ, thực ra bị gọi là vợ sắp cưới của Quang Lê khiến tôi rất vui vì tôi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả dành cho hai đứa tôi, Hà Thanh Xuân chia sẻ. Trong khi đó, Quang Lê cho biết, tôi cần xác nhận luôn, Hà Thanh Xuân có thể yêu tôi trên sân khấu, còn tôi có thể yêu Hà Thanh Xuân ở ngoài đời mới đây. Hà Thanh Xuân và Quang Lê có dịp hội ngộ ca sĩ Đan Nguyên tại Mỹ, cả ba vui vẻ ăn uống sau 2 năm chưa gặp gỡ. Tại quán ăn, Quang Lê tình cảm đút chè cho Hà. Hà Thanh Xuân khiến Đan Nguyên phải thốt lên. Trời ơi, nhìn Hà Thanh Xuân được Quang Lê đút cho mà ăn với ánh mắt mơ màng luôn. Tôi mới nghe trên mạng có tin đồn Quang Lê và Hà Thanh Xuân cặp kè với nhau nên tôi muốn biết thực hư tin đồn ra sao sau nhiều ngày vướng tin hẹn hò Quang Lê. Chiều mùng 9 tháng 4, Hà Thanh Xuân chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết những ngày qua cô nhận được rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ với Quang Lê. Tuy nhiên, Hà Thanh Xuân khẳng định cô và đàn anh chỉ là đồng nghiệp. Thân thiết, Hà Thanh Xuân được Quang Lê hỗ trợ nhiệt tình trong công việc như bất cứ đồng nghiệp nào khác. Chúng tôi chỉ là anh em đồng nghiệp, hỗ trợ nhau công việc với mong muốn phục vụ khán giả khắp nơi. Mọi chuyện chỉ đến đó. Hiện tại, Xuân xin được giữ kín mọi chuyện riêng tư trong cuộc sống. Âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Hà Thanh Xuân nhấn mạnh về việc cùng xuất hiện tại Hàn Quốc. Hà Thanh Xuân cho biết cô và ekip của Quang Lê hiện có lịch lưu diễn ở đất nước này. Những ngày qua, Hà Thanh Xuân và Quang Lê liên tục vướng tin hẹn hò. Gần đây, hai người được phát hiện cùng tới Hàn Quốc. Thậm chí, mạng xã hội còn lan truyền video được cho là Hà Thanh Xuân và Quang Lê bí mật tổ chức đám hỏi tại Mỹ. Trong video, hai người có cử chỉ thân mật và Quang Lê nói, hai đứa mình cái gì cũng đẹp hết, nhìn như đám cưới vậy trời. Ở một video khác, Quang Lê ôm rồi hôn má Hà Thanh Xuân trước đó. Quang Lê thừa nhận cả hai có những hành động, lời nói thân mật khi quay vlog nhưng thực tế họ chỉ là đồng nghiệp chung sân khấu, thường đi hát cùng nên thân thiết. Anh khen Hà Thanh Xuân xinh đẹp nên có cảm xúc khi hát chung nhưng chỉ dừng lại ở sự quan tâm thông thường. Ngoài đi diễn chung, họ thường gặp gỡ, ăn uống cùng nhau. Thời điểm Hà Thanh Xuân nhận những bình luận tiêu cực vì kết hôn với doanh nhân Thắng Ngô, Quang Lê cũng bênh vực. Quang Lê cho biết anh cưới vợ lúc 22 tuổi nhưng cả hai đường ai nấy đi sau 6 tháng về chung nhà. Theo ca sĩ, cách đây không lâu, anh được mai mối cho một cô gái sinh ra trong nhung lụa nhưng chưa từng nghĩ đến việc lấy người giàu để trở thành công tử Bạc Liêu, sống sung túc, không phải lao động. Hiện Quang Lê không sợ hôn nhân, nhưng sợ ràng buộc. Anh muốn tìm được người có thể hiểu, chấp nhận những gì anh có. Quang Lê sinh năm 1979 ở Huế, sang Mỹ định cư từ nhỏ. Anh nổi tiếng khi hát cho một trung tâm ca nhạc ở hải ngoại và ghi dấu ấn với các ca khúc Sương Trắng Miền Quê Ngoại, Cô Hàng Xóm, Đập Vỡ Cây Đàn, Đôi Mắt, Người Xưa. Từ năm 2010, anh thường xuyên về Việt Nam biểu diễn. Năm 2013, anh nhận Phương Mỹ Chi, Á Quân Giọng Hát Việt Nhí mùa 1. Làm con nuôi và giúp cô bé thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc. Năm 2017, anh là một trong 4 huấn luyện viên của chương trình Thần Tượng Bolero mùa 2. Hà Thanh Xuân sinh năm 1988 ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô từng đoạt giải tư cuộc thi tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2005, hoạt động nghệ thuật trong nước một thời gian. Cô sang Mỹ định cư năm 2010 và chuyển hướng hát dòng, diễn hài kịch. Gần 2 năm qua, Hà Thanh Xuân ở Mỹ. Cô cho biết về Mỹ ngay sau đám cưới với vua cá coi Thắng Ngô hồi tháng 5 năm 2022. Khoảng tháng 9 năm 2023, ca sĩ bất ngờ thông báo khép lại hôn nhân ngắn ngủi vì vỡ mộng và nhiều mâu thuẫn không thể hóa giải. Người đẹp nhấn mạnh vợ chồng cô chưa đăng ký kết hôn, đã ly thân được một năm trước khi tuyên bố được ai nấy đi. Thông tin ca sĩ Hà Thanh Xuân về chung một nhà với vua cá coi Thắng Ngô thu hút sự quan tâm của dư luận. Được biết,
Vị đại gia này hơn nữ ca sĩ 13 tuổi và đây cũng là lần kết hôn thứ hai của anh. Cặp đôi nên duyên nhờ một người bạn đạo diễn mai mối, chia sẻ về chuyện tình với Voca Coi. Nữ ca sĩ tiết lộ, ban đầu cô không chú ý đến anh nhưng sau 2 tháng năm doanh nhân kiên trì nhắn tin đã khiến cô mở lòng và đáp lại. Hà Thanh Xuân cũng tiết lộ, cô chọn đúng ngày sinh nhật của mình, ngày mùng 2 tháng 5 để lên xe hoa cùng chồng đại gia hơn 13 tuổi. Sau khi về chung một nhà với vua cá coi Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân tiết lộ cô vẫn sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật của mình, nhưng cũng sẽ cân bằng lại để giúp ông xã kinh doanh. Ngày tôi tròn 34 tuổi cũng là ngày đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ đây, tôi đã có một bờ vai vững chắc để nương tựa, một người tri kỷ để chia sẻ mọi khoảnh khắc vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống. Xin cho phép tôi được là cô gái hạnh phúc nhất trong ngày đặc biệt của mình. Nữ ca sĩ chia sẻ, Hà Thanh Xuân, tên thật Trần Thị Thanh Xuân, sinh năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô bé duyên nghệ thuật từ khi 17 tuổi. Cô từng tốt nghiệp Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và đoạt giải 4 tiếng hát truyền hình thành phố năm 2005. Hà Thanh Xuân ghi dấu trong lòng khán giả khi cô hát nhạc vàng ở cả trong nước và hải ngoại. Năm 2010, nữ ca sĩ theo gia đình sang Mỹ định cư và cộng tác với một số trung tâm giải trí lớn tại đó. Cô là ca sĩ độc quyền của trung tâm hải ngoại từ năm 2010 cho đến 2016. Cũng nhờ được hỗ trợ nên tên tuổi của cô dần lên top đầu các ca sĩ hát nhạc trữ tình, bolero, hải ngoại. Thời gian này cô phát hành album Mưa và được tài trợ một phần cho live show riêng cô vào năm 2013 và 2015. Khi đã trở thành nữ ca sĩ khá ăn khách tại nước ngoài, nữ ca sĩ cũng thường xuyên về Việt Nam biểu diễn và tham gia game show. Cô từng tham gia chương trình Ký ức vui vẻ với tư cách ca sĩ khách mời của nhóm người chơi thập niên 2000. Ngoài ca hát, Hà Thanh Xuân còn diễn kịch. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thăng tiến, cuộc sống riêng tư của Hà Thanh Xuân nhận tình, bolero, hải ngoại. Thời gian này cô phát hành album Mưa và được tài trợ một phần cho live show riêng cô vào năm 2013 và 2015. Khi đã trở thành nữ ca sĩ khá ăn khách tại nước ngoài, nữ ca sĩ cũng thường xuyên về Việt Nam biểu diễn và tham gia game show. Cô từng tham gia chương trình Ký ức vui vẻ với tư cách ca sĩ khách mời của nhóm người chơi thập niên 2000. Ngoài ca hát, Hà Thanh Xuân còn diễn kịch. Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thăng tiến, cuộc sống riêng tư của Hà Thanh Xuân nhận được sự quan tâm của khán giả. Nữ ca sĩ xinh đẹp từng vướng tin đồn tình cảm với ca sĩ Quang Lê. Cả hai liên tục xuất hiện cùng nhau và dành cho nhau những cử chỉ thân mật.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.